Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề mà theo mình thì sẽ giành được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian tới Đó chính là Wi-Fi 7 Wi-Fi thì luôn là một khái niệm quen thuộc với tất cả mọi người rồi Hiện nay thì đa số các doanh nghiệp đều đã và đang chuyển đổi sang Wi-Fi thế hệ 6 Và sắp tới thì có thể là 6E Do hiện tại thì băng tần 6GHz vẫn chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép Hiện tại thì Wi-Fi 6 đang đáp ứng rất là tốt nhu cầu về kết nối không dây với tốc độ cực cao lên tới 9,6 gigabit per second. Đây là tốc độ có thể nói là sánh ngang với kết nối có dây trên các suýt 10 gig. Đồng thời thì Wi-Fi 6 cũng hỗ trợ nhiều công nghệ để tối ưu sóng Wi-Fi và truyền tin trong mạng. Vậy chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là Wi-Fi 6 đang đáp ứng rất tốt, thậm chí còn vượt quá nhu cầu của chúng ta. Tại sao lại cần có Wi-Fi 7? Câu trả lời đương nhiên là rất đơn giản, đó chính là cho tương lai. Do vậy thì ở trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Wi-Fi 7, lộ trình phát triển cũng như là những nâng cấp của Wi-Fi 7 so với các thế hệ trước nhé. Wi-Fi 7 là một tiêu chuẩn mới cho mạng LAN không dây, được quy chuẩn là IEEE 802.11BE, còn tên gọi Wi-Fi 7 thì có nghĩa là Wi-Fi thế hệ thứ 7 thôi. Mỗi dòng Wi-Fi được phát triển thì luôn đi kèm với một yêu cầu cụ thể như với Wi-Fi 6 thì chúng ta sẽ thường nghe kèm khái niệm hai efficiency Wake LAN, nghĩa là Wi-Fi 6 sẽ tập trung vào hiệu quả của mạng không dây. Còn đối với Wi-Fi 7, các bạn sẽ dần quen thuộc với tên gọi Extremely high throughput. Chỉ nghe tên gọi thôi thì chúng ta cũng có thể đoán được là Wi-Fi 7 sẽ cung cấp tốc độ cực kỳ cao đúng không nào? Wi-Fi 7 cung cấp một tiến bộ đáng kể về hiệu suất so với Wi-Fi 6, mở đường cho một thế hệ ứng dụng mới sử dụng Wi-Fi với mục tiêu rằng uh, tiêu chuẩn này có thể cung cấp hiệu suất cần thiết qua các liên kết không dây. Mặc dù chưa được thông qua, tuy nhiên thì uh, sự phát triển của Wi-Fi 7 đã thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng thời gian thực, thực tế ảo, thực tế tăng cường và các video 4K hay là 8K. Chắc hẳn thời gian gần đây thì các bạn cũng nghe rất nhiều về khái niệm metaverse đúng không ạ? Đây có thể là ngành công nghiệp sẽ chiếm thị phần lớn trong thời gian tới. Theo ước tính hiện nay thì đây là lĩnh vực lên tới hàng tỷ đô. Do vậy thì rất nhiều ông lớn như là Facebook đang đầu tư rất nhiều tiền vào lĩnh vực này. Mặc dù tương lai còn rất mịt mờ, tuy nhiên thì sẽ có nhiều ứng dụng được áp dụng vào thực tế. Trong tương lai để có thể truy cập vào một vũ trụ ảo như vậy thì các bạn cũng có thể hình dung là lượng băng thông kết nối yêu cầu là rất lớn cũng như độ trễ phải cực thấp để chúng ta có thể trải nghiệm được thế giới ảo như một thế giới thực bên ngoài. Đặc biệt là khi nhiều thiết bị được kết nối cùng một lúc. Nói chung thì sự phát triển của các công nghệ Wi-Fi, Internet và các ngành công nghiệp thì luôn đi kèm với nhau. Do vậy thì sự phát triển của Wi-Fi 7 là cực kỳ cần thiết. Sau khi tiêu chuẩn Wi-Fi 802.11ax được thông qua với Wi-Fi 6 vào năm 2019 và Wi-Fi 6E với các bổ sung băng tần 6GHz vào năm 2020 thì trọng tâm sẽ sớm chuyển sang Wi-Fi 7. Hiện tại thì Wi-Fi 7 vẫn chỉ đang nằm trên các bản thảo. Bản phát thảo ban đầu về các thông số kỹ thuật đã được công bố vào năm 2021 và phiên bản cuối cùng cũng như việc áp dụng Wi-Fi 7 dự kiến sẽ là đầu năm 2024. Do vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Wi-Fi 7 sẽ được đưa vào thị trường vào năm 2025 hoặc sớm hơn. Do hiện tại thì nhiều hãng cũng đã phát triển các con chip hỗ trợ Wi-Fi 7 dựa trên các bản dự thảo hiện tại rồi. Wi-Fi 7 hứa hẹn sẽ cung cấp một bước nhảy vọt đáng kể về hiệu suất so với Wi-Fi 6 hiện tại. Vậy chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông số nổi bật trên Wi-Fi 7 nhé. Đầu tiên phải kể đến đó chính là thông lượng. Đúng như tên gọi của nó, Extremely High Throughput, Wi-Fi 7 có thể cung cấp thông lượng lên tới 46 gigabit per second nghĩa là nó gấp tới gần 5 lần so với Wi-Fi 6. Đây là con số theo mình là rất lớn, thậm chí là còn tốt hơn đáng kể so với nhiều giải pháp có dây. Về băng tần thì dự kiến Wi-Fi 7 vẫn sử dụng 3 băng tần chính là 2 4 5 và 6 GHz. Tuy nhiên thì độ rộng kênh đã được tăng lên tới 320 MHz so với chỉ 160 MHz trên Wi-Fi 6. Với tốc độ khổng lồ được cung cấp bởi Wi-Fi 7, việc sử dụng thêm giải tần và độ rộng kênh là cần thiết. Hiện nay thì hai băng tần phổ biến vẫn là 2.4 và 5 GHz. 6 GHz cũng đã được sử dụng rồi nhưng mà nó bị giới hạn ở một số quốc gia thôi. Hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa được cấp phép Tuy nhiên thì với yêu cầu tốc độ cao như vậy ngay cả trên Wi-Fi 6 thì băng tần 6 GHz là cần thiết. Do vậy mình nghĩ chúng ta sẽ sớm được cấp phép để sử dụng ở Việt Nam thôi. Đối với Wi-Fi 7 thì phổ băng tần 6 GHz có khả năng sẽ được mở rộng đến 7.125 GHz. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là con số trên thiết kế thôi. Còn thực tế có được cấp phép hay không và trên quốc gia nào thì vẫn còn là một ẩn số. Nếu các nghiên cứu đưa ra phổ tần này không ảnh hưởng đến các ngành khác được áp dụng thực tế thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nhiều kênh 320 MHz qua đó đạt được thông lượng cao hơn. Một điểm cũng rất đáng chú ý đó là Wi-Fi 7 hỗ trợ 320 MHz liên tục hoặc là không liên tục. Có nghĩa là một phần có thể nằm ở trên băng tần 6 GHz, còn một phần thì trên băng tần 5 GHz. Khi đó thì chúng ta có thể sử dụng được nhiều channel hơn mà không lo về vấn đề nhiễu sóng. Trên Wi-Fi 7 vẫn sử dụng OFDMA là một công nghệ hiện tại được sử dụng rộng rãi trong Wi-Fi cũng như là hệ thống viễn thông di động 4G và 5G. Trên Wi-Fi 7 thì nó sẽ có thêm một phần mở rộng để tối ưu. Điều đáng quan tâm trên Wi-Fi 7 là công nghệ điều chế QAM. Có nhiều công nghệ điều chế, tuy nhiên thì QAM vẫn đang cho mức hiệu quả phổ tốt hơn so với các dạng điều chế khác. Trên Wi-Fi 7 thì QAM đã được nâng cấp lên tới 4096 gấp 4 lần trên Wi-Fi 6. Điều này rất hữu ích khi mà nó cho phép tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên thì để đạt được hiệu suất tối đa thì chúng ta cần cung cấp chất lượng kết nối Wi-Fi tốt và ít nhiễu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần lắp nhiều bộ Wi-Fi hơn và nó sẽ yêu cầu Wi-Fi có nhiều anten hơn và công nghệ beamforming. Đây cũng có thể là nhược điểm do với nhiều anten thì có thể Wi-Fi sẽ cần thiết kế to hơn, cầu cành hơn. Chúng ta hãy chờ xem là các hãng sẽ thiết kế các bộ Wi-Fi với nhiều anten như thế nào nhé. Về Momimo thì Wi-Fi 7 đã tăng số lượng luồng lên tới 16x16. Việc tăng nhiều luồng không gian sẵn có giúp cho dữ liệu có thể truyền nhanh hơn, độ trễ thấp hơn trong các khu vực có nhiều thiết bị sử dụng Wi-Fi đồng thời. Như ban đầu chỉ là 8 làn đường thôi, bây giờ chúng ta có tận 16 làn đường sẽ giúp cho giao thông của chúng ta không bị ách tắc. Momimo tăng lên thì cũng yêu cầu số lượng anten tăng lên giống như là công nghệ QAM. Nên mình nghĩ là vấn đề thẩm mỹ sẽ được các hãng xử lý tốt thôi. Một kỹ thuật được áp dụng trên Wi-Fi 7 là Multiling Operation hay viết tắt là MLO. Đây là kỹ thuật để quét tìm băng tần tốt nhất để hoàn tất quá trình truyền dữ liệu và có thể chuyển đổi giữa các băng tần khác nhau một cách rất là thông minh. Kỹ thuật này cũng được sử dụng để cân bằng tải, để mỗi kênh có thể chứa các mức dữ liệu mà nó có thể xử lý, nghĩa là dữ liệu có thể truyền đồng thời trên các kênh khác nhau. Nó giảm đi cái sự phụ thuộc vào một kênh cụ thể, có các mức độ nhiễu khác nhau và kết quả là dẫn đến tốc độ cao hơn và ít tắc nghẽn hơn. Các bạn cứ hình dung đơn giản là trước kia khi một laptop kết nối vào một SSID thì laptop đó sẽ chỉ kết nối vào một băng tần là 2.4 hoặc là 5 GHz, có thể là 6 GHz trên Wi-Fi 6E. Ví dụ là một Wi-Fi có tốc độ tối đa 2400 megabit per second trên băng tần 5 GHz và 600 megabit per second trên băng tần 2.4 GHz chẳng hạn thì chúng ta sẽ chỉ đạt được tốc độ tối đa là 2400 megabit per second nếu mà kết nối với 5 GHz thôi. Hoặc là còn chậm hơn nữa nếu mà các bạn kết nối vào 2.4, nó chỉ còn 600 megabit per second. Trong khi đây là tốc độ tối đa. Một nhược điểm nữa là nếu các bạn kết nối vào 5 GHz thì băng tần 2.4 sẽ không được sử dụng, do đó nó sẽ gây lãng phí tài nguyên. Với công nghệ multi-link thì khác, một thiết bị khi kết nối có thể kết nối đồng thời tới cả ba băng tần là 2.4 5 và 6 GHz. Điều này cho phép thiết bị kết nối sẽ có thể đạt được băng thông bằng tổng của ba băng tần cộng lại. Nó cũng giúp giảm độ trễ vì mạng không cần phải chờ thêm thời gian khi mà các kênh bận hoặc là tắc nghẽn. Do đó dữ liệu có thể truyền theo yêu cầu và không có cùng thời gian chờ đợi. Ngoài ra thì còn rất nhiều công nghệ mới được áp dụng cho Wi-Fi 7 để giải quyết các vấn đề tồn đọng trên Wi-Fi 6. Tuy nhiên việc áp dụng vào thực tế thì vẫn còn là dấu chấm hỏi. Và để hiểu được nội dung thì cũng khá là dài. Do vậy mình sẽ nói chi tiết hơn trong các video khác nhé. Tổng kết lại thì IEEE 802.11BE, Wi-Fi 7 sẽ cung cấp một bước nhảy vọt đáng kể về hiệu suất so với chuẩn 802.11AX Wi-Fi 6 trước đây. Với mục tiêu cung cấp một bước tiến đáng kể về hiệu suất để đáp ứng mức sử dụng cao hơn nhiều của các ứng dụng như là truyền trực tuyến 4K và 8K, thực tế ảo và thực tế tăng cường, cũng như một loạt các ứng dụng sử dụng dữ liệu lớn, thì Wi-Fi 7 sẽ cho phép truyền thông không dây trở nên phổ biến hơn, thay thế nhiều giải pháp có dây hiện tại. Chúng ta hãy cùng chờ xem tương lai thì Wi-Fi 7 sẽ được phát triển như thế nào nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh để đón xem những cập nhật mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.